Rồi, xin chào quý vị các bạn nha. Hôm nay mình lại về một em siêu phẩm Vario 2020 có màu đặc biệt là màu trắng đỏ, phối tem dán cực kỳ đẹp. Mẫu này hiện thời đang rất là hot, nhiều anh em săn đón. Cái con Vario này hiện vỏ zin còn luôn nè, odo cực kỳ đẹp, odo mới 8.000 thôi. Thì nhanh tay lên xe mình về liên tiếp để cập nhật và phục vụ với con cô bác. Với con cô bác nhanh tay lên để mà lựa những em Vario. Hiện mình đang còn Vario trắng đỏ nè, Vario đỏ nhám và 125 màu bóng, màu bạc, 150, 125 có đủ nha. Nhanh tay lên, giờ ngoài Vario ra bên mình còn nhiều dòng khác, chẳng hạn như là Vision, Alux, HLH Mod Leader. Đặc biệt còn một em Winner X đang nằm chờ các bạn trẻ đến để mà lấy về. Nhanh tay lên, giá thành cực kỳ dễ chịu, ok. Em Vario này ngoài cái vỏ zin còn vỏ trước sau thì trên xe mình có thể phát hiện thêm được đó là cặp chìa khóa, cặp remote zin còn nguyên luôn. Đó, remote zin nha, hai cái cho mình dễ sử dụng và an toàn hơn. Mang xe về, các phần chân, phần nhựa nhám, màu cực kỳ đẹp. Dĩa trước cho thấy được là cái xe này ít đi nha, ô đô chuẩn. Đó, mong khách hãy nhanh tay lên để mình đến shop hai bánh. Có kệ, có website là xecuhaibanh.vn để mình lựa những dòng xe mang về với giá thành có công khai trên đó, màu sắc còn. Và là gọi số hotline để bên mình tư vấn kỹ hơn. Ok, cảm ơn, xin chào, hẹn gặp lại các bạn, bye bye. Với phương châm là uy tín, chất lượng và giá tốt luôn là ba tiêu chí được shop hai bánh đặt lên hàng đầu. Cùng với đó là đội ngũ nhân viên kỹ thuật nhiều kinh nghiệm được chứng minh qua sự tin dùng của khách hàng trong nhiều năm qua.